Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều ý kiến cho rằng tổng tải trọng được quy định của cầu Chu Va 6 là 1,5 tấn. Do vậy, 50 người cùng lên cầu khi đưa tang khiến cáp treo bị đứt, cầu lật nghiêng. Các chuyên gia cầu đường đã có lý giải về tải trọng 1,5 tấn của cây cầu này. Nói rằng cái tải trọng là 1,5 tấn đối với cái cầu thì có nghĩa là những cái xe mà nặng dưới 1,5 tấn thì được phép qua cầu. Còn xe mà nó nặng quá 1,5 tấn thì không được qua. Đấy, qua thì nó nguy hiểm. Người á, thì nói chung là người đi bộ đi qua cầu á, thì thoải mái. Tại vì á, là người ta tính toán cho cái cầu là người ta phải bảo đảm rằng là người đi bộ đi kín ở trên cầu. Bên cạnh đó, nhiều nghi vấn cho rằng cầu sập là do hiện tượng cộng hưởng khi có nhiều người đi lại trên cầu. Nghi vấn này cũng bị tiến sĩ Nguyễn Đình Cống bác bỏ. Nguyên nhân là do quá tải trọng là không hợp lý. Còn có một vài người á, là người ta lại dựa vào những cái hiện tượng đã từng xảy ra gọi là cộng hưởng. Đấy. Trong một cái đám tang thì khó xảy ra cái hiện tượng ấy. Tại vì hiện tượng cộng hưởng trên cầu chỉ do một cái đoàn cuốn đi đều nhịp kia. Đi đều nhịp thì mới xảy ra cộng hưởng. Chứ còn người ta đi, người đi nhanh, người đi chậm, người đi bước trước, bước sau thì khả năng cộng hưởng là không có. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực cầu đường, cầu treo được giữ bởi các mố neo chôn dưới mặt đất. Nó được nối với các ốc neo và dây văng để làm nhiệm vụ giữ cầu. Thông thường, nếu cầu bị quá tải thì mố neo sẽ bị bật lên khỏi mặt đất. Trường hợp này, mố neo không bị bật mà ốc neo lại bị vỡ. Đây chính là mấu chốt cần đưa ra mổ xẻ, phân tích để tìm ra nguyên nhân sập cầu. Tôi đã từng thiết kế trên dưới 10 những loại cầu treo như này. Những loại cầu treo mà khi bị quá tải đấy, thì cái bộ phận bị phá đầu tiên sẽ là cái mố neo này bị nhổ. Sau đó mới đến cái vật liệu bị phá vỡ. Thì trong cái trường hợp này thì tôi cũng ngạc nhiên là cái vật liệu bị phá vỡ trước cái liên kết giữa cái mố neo và cái nền đất. Thì cũng phải cần xem xét lại cái vật liệu. Theo thông tin được biết thì cái cầu này đưa vào sử dụng là từ tháng 12 năm 2012 đến thời điểm này là nó được hơn một năm. Với cái thời gian đấy thì nó cũng không phải là dài đối với lại kết cấu cầu treo. Thông thường từ năm 15 trở lên thì bắt đầu người ta mới kiểm tra đấy, và sửa chữa. Thì cái trường hợp này thì vừa xây dựng xong, có thể coi là vừa xây dựng xong mà đã bị sự cố thì cũng phải xem xét lại tất cả cái khâu thiết kế đến cái quá trình thi công. Rõ ràng, việc đứt ốc neo ở cầu treo là trường hợp hy hữu trên thế giới, chứ đừng nói ở Việt Nam. Về trách nhiệm, trước tiên thuộc về chủ đầu tư. Ngoài ra, cơ quan chức năng thiếu hướng dẫn cho người dân sử dụng cầu treo sao cho đảm bảo.